Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Tính đến 11 giờ ngày 27 tháng 9 theo giờ Việt Nam, bão Helen đã đổ bộ vào khu vực đất liền của tiểu bang Florida, được nhận định gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Cơ quan thời tiết quốc gia tại thành phố Tallahassee, Florida gọi bão Helen là sự kiện thời tiết mang tính thảm khốc người dân một số khu vực ven biển của Florida như các quận Pinellas, Hernando, Charlotte, Gulf, Manatee và Sarasota đã bắt đầu sơ tán từ tối 24 tháng 9. Trong đó, ba quận bắt buộc phải sơ tán dân là quận Franklin, Wakula và Taylor. Theo đài Fox Weather, ảnh hưởng của cơn bão còn lan rộng hàng trăm km từ điểm đổ bộ Đại diện cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Dean Criswell cảnh báo cơn bão này thậm chí có thể gây ra những tác động lớn trải dài từ Florida đến tận bang Tennessee. Bão Helen đã để lại hậu quả tàn khốc làm ít nhất 44 người thiệt mạng, bẻ gãy hàng loạt cây cối và phá hủy những ngôi nhà trong khi các đội cứu hộ đang nỗ lực để cứu người dân khỏi dòng nước lũ. Trong số những người thiệt mạng có 3 lính cứu hỏa, một phụ nữ và cặp song sinh 1 tháng tuổi và một cụ bà 89 tuổi các trường hợp tử vong xảy ra ở Florida, Georgia, Bắc Carolina, Nam Carolina và Virginia. Cơn bão cấp 4 có sức gió mạnh nhất là 225 km/h đã gây ra cảnh tàn phá hỗn loạn với những chiếc thuyền lật úp trong bến cảng, cây cối đổ rạp, ô tô bị chìm và đường phố ngập lụt. Sau khi tiến vào Georgia vào hôm 27 tháng 9, cơn bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, bão đã gây ra mưa lớn, dân tới lũ lụt thảm khốc ở phía nam dãy Appalachians. Ở phía tây bắc Carolina, các viên chức của hạt Rutherford đã cảnh báo người dân gần đập hồ lùa ngay trước buổi trưa phải sơ tán ngay đến vùng đất cao hơn trước nguy cơ vỡ đập. Lượng mưa lên tới 25mm đổ xuống vùng núi Bắc Carolina với lượng mưa dự báo lên tới 36mm. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo ngập lụt do bão Helen có thể tồi tệ hơn bất kỳ đợt lũ lụt nào từng ghi nhận trong thế kỷ qua. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, số người thiệt mạng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong khi các lực lượng chức năng tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, hiện hơn 1 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ lũ quét sau bão và hàng chục người vẫn bị mắc kẹt trên mái nhà, trong khi tình trạng ngập lụt tiếp tục gây khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn. Mới đây, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cho biết một áp thấp nhiệt đới mới đã xuất hiện gần biển Đông tại khu vực phía Đông Bắc của Philippines và dự báo có thể mạnh lên thành một cơn bão mạnh. Cuối tuần trước, các chuyên gia dự báo nó sẽ vào Biển Đông và mạnh lên thành bão, nhưng những dự báo mới nhất cho thấy hướng đi của nó sẽ thay đổi. Theo đó, tờ Rappler đưa tin, dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết Julian vẫn là áp thấp nhiệt đới trên biển Philippines vào sáng ngày 28 tháng 9. Pagasa cảnh báo luồng gió hướng về hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới cũng có thể mang theo gió giật mạnh đến cấp bão ở một số khu vực, đặc biệt là ở các vùng ven biển và vùng cao tiếp xúc với gió. Julian sẽ tiếp tục mạnh lên trong suốt giai đoạn dự báo và có thể đạt đến cấp bão nhiệt đới vào ngày 28 tháng 9. Nó có thể đạt đến cấp bão cuồng phong vào ngày 30 tháng 9, đồng thời có khả năng tăng cường nhanh chóng và không loại trừ khả năng đạt đến cấp siêu bão. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cuối tuần trước dự báo về cơn bão mạnh vào đầu tháng 10 vào biển Đông. Tuy nhiên hiện nay theo bà Lan, diễn biến của cơn bão này có nhiều thay đổi. Nguyên nhân là từ 30 tháng 9, phía Bắc có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đợt không khí lạnh này khiến hướng di chuyển của cơn bão có khả năng thay đổi lên phía Bắc, ảnh hưởng tới Đài Loan, Trung Quốc, thay vì đi về hướng Tây vào Biển Đông của Việt Nam. Bà Lan lưu ý, có khả năng đây là cơn bão mạnh nên vùng ảnh hưởng rộng, hướng đi phức tạp có thể thay đổi do ảnh hưởng của nhiều điều kiện khí hậu khác nhau. Chính vì vậy, trong những ngày tới, Biển Đông có khả năng tiếp tục có sóng to gió lớn cần lưu ý phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 28 tháng 9 đến ngày mùng 1 tháng 10, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngoài ra, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo khoảng ngày 30 tháng 9 và ngày mùng 1 tháng 10, Bắc Bộ đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, gây mưa rào và rông rải rác, Thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 21 đến 22 độ C. Vùng núi có nơi xuống dưới 20 độ C. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10, không khí lạnh sẽ tràn về, bao phủ khu vực Tây Bắc kèm theo mưa. Nhiệt độ ở vùng núi phía Tây Bắc và phía Bắc có thể xuống mức 15 độ C hoặc thấp hơn trong quãng thời gian từ đêm 29 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho biết, lạnh kèm mưa tương đối lớn ở vùng núi phía Bắc và Tây Bắc, trung du khu vực Tiên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên. Đề phòng có sạt lở trong giai đoạn này vì có thể nhiều nơi đã bị nứt vỡ các kết cấu đất đá từ đợt mưa lần trước. Đợt mưa tới có thể kích hoạt các điểm sạt lở. Nhận định hình thế thời tiết đến ngày 6 tháng 10, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng thời kỳ từ đêm ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 có khả năng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định tháng 10 nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ tháng 11 đến tháng 12 nhiệt độ trung bình sấp xỉ riêng bắc bộ bắc và trung trung bộ khả năng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp với một loạt trụ sở công trình do bị bão số 3 gây thiệt hại nặng để có biện pháp khắc phục nhanh. Việc công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp là cơ sở căn cứ pháp lý để thực hiện quy trình rút gọn nhằm khắc phục nhanh các sự cố thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với các công trình. Trong số các công trình nằm trong diện công bố khẩn cấp về thiên tai có 7 công trình trụ sở cơ quan cấp tỉnh gồm trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, trụ sở trung tâm truyền thông tỉnh, trụ sở thanh tra tỉnh, trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trụ sở liên cơ quan số 2, trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, nhà khách tỉnh cơ sở 1 và 2. Các công trình trên bị thiệt hại, hư hỏng nặng về các máy kính, lấy ánh sáng, tốc mái tôn, hệ thống trần, điều hòa, điện, thiết bị nội thất, bị hư hỏng do ngấm nước. Nếu không sửa chữa ngay, nguy cơ tài sản sẽ tiếp tục bị hư hại, mất an toàn. Lĩnh vực y tế có 13 công trình cũng được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, trong đó có Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và một số trung tâm y tế ở các huyện, thị xã, thành phố. Các công trình trên cũng bị hư hại nặng do bão số 3 gây ra và nếu không được sửa chữa ngay thì nguy cơ sẽ bị hư hại thêm và mất an toàn. Ngoài ra, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh cũng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với một số công trình giao thông nhằm ứng phó, khắc phục các hư hỏng, kết cấu hạ tầng giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm như cao tốc Hạ Long, cầu Bạch Đằng, tuyến Cẩm Hải, Vân Đồn, Tiên Yên, các tuyến tỉnh lộ 326, 342, 329, 330, đường liên huyện Uông Bí, Hoành Bồ, đường nối quốc lộ 18, Yên Tử, Ngọa Vân và đường từ mốc 61 đến mốc 68. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định về việc ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp đối với các công trình trên. Ngoài ra, ngày 26 tháng 9, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo phương án xử lý và công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với hiện tượng sạt trượt đất đá tại tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 sau khi phát hiện sạt trượt đất đá tại tổ 7 khu 5, phường Quang Hành. Chính quyền thành phố Cẩm Phả đã tổ chức di rời toàn bộ 136 hộ dân với gần 400 nhân khẩu đến nơi an toàn và tổ chức mới 4 đơn vị chuyên ngành, tổ chức khảo sát, quan trắc khu vực sạt trượt. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ban dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt trượt đất đá tại tổ 7, khu 5, phường Quang Hành, thành phố Cẩm Phả tại km 4 970 của tỉnh lộ 162 qua địa phận xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Khoảng 60.000 mét khối đất đá vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông. Đồng thời, gây chia cắt giao thông giữa hai huyện Văn Bàn và Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai. Lực lượng chức năng huyện Văn Bàn đã đưa máy móc, nhân lực đến triển khai, khắc phục, xử lý điểm sạt lở và cho thông đường ngay sau khi vụ việc xảy ra. Sau bão số 3, Tuyến tỉnh lộ 162 còn có một điểm đứt gãy đường tại km 27 800, đoạn qua xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông tại đây. Để lưu thông từ huyện Bảo Thắng đi huyện Văn Bàn, các phương tiện di chuyển theo hướng Bảo Thắng, thị trấn Tăng Lỏng, tỉnh lộ 151, Phú Nhuận, Võ Lao, Sơn Thủy, quốc lộ 279, Văn Bàn. Những ngày qua, tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, gây mưa lớn trên diện rộng, để lại hậu quả chưa từng có trong lịch sử. Theo thống kê sơ bộ, đến ngày 24 tháng 9, bão số 3 và hoàn lưu bão gây thiệt hại cho tỉnh Lào Cai hơn 6.641 tỷ đồng.